các khoa học gia đã công bố hình ảnh phân cực của lỗ đen M87. Hiển thị từ trường của nó trông giống như những đường sọc hoặc vòng tròn vàng kim. Tiến sĩ Andrew Chow, một thành viên của nhóm cộng tác Event Horizon Telescope, cho biết những hình ảnh phân cực mới công bố là chìa khóa để tìm hiểu thế nào từ trường cho phép lỗ đen ăn vật chất và phóng những luồng sóng mạnh mẽ. Sư phụ có thể cho chúng con biết ý nghĩa của những từ trường này của lỗ đen. Những sọc vàng là mới. À, không hoàn toàn mới, nhưng họ chỉ mới phát hiện ra gần đây. Đó là đường sọc. Thực ra nó được củng cố thêm. Đây là con đường cứu hộ cho những linh hồn từ địa ngục. Hay quá! Đó là một vùng giải cứu, một từ trường đặc biệt để giải cứu và để giúp chúng sinh trong địa ngục. Hay quá! Không có nó, không ai thoát được. Không gì có thể thoát khỏi lực hút của lỗ đen. Ôi chao! Bất cứ gì vào đó, chỉ ở lại trong đó. Vì vậy, phải có vòng cân bằng này. Một nửa vòng hoặc các sọc. Nửa đường để đối trọng với lực của lỗ đen. Vì hố đen là địa ngục. Và bất cứ ai gây rắc rối, thậm chí một ngôi sao lớn hoặc tinh cầu lớn gần đó, sẽ bị hố đen nuốt chửng nếu tinh cầu đó không có đủ lực để đối kháng, như đủ phước báo, đủ đức hạnh. Dạ, thưa sư phụ, để chống lại lực của con quái vật này, không ngừng ăn mọi thứ gì có thể ở gần đó. Chúng ta có nhiều hơn một lỗ đen, đó mới là vấn đề. Ở khắp nơi, sẵn sàng để hút vào bất cứ gì có năng lượng tương tự với lỗ đen. Khi những chúng sinh bên trong một ngôi sao hoặc bên trong một tinh cầu đã làm rất nhiều điều mà không cao cả đạo đức và công chính cho lắm, thì năng lượng của ngôi sao đó hoặc tinh cầu đó sẽ dần dần trở nên ngày càng tương tự với năng lượng lỗ đen. Rồi thì đồng thanh tương ứng, và sau đó lỗ đen sẽ cho là tinh cầu đó thuộc về nó. Đây là một điều rất đáng sợ, không cần nói về nghiệp hoặc giáo lý Phật giáo, không cần gì cả. Quý vị có thể thấy qua chứng cớ và bằng chứng khoa học. Chỉ là các khoa học gia có lẽ không biết rằng lỗ đen là lực của tối tăm, của địa ngục. Và có lẽ họ không phát hiện rằng bất kể tinh cầu hoặc ngôi sao nào có năng lượng tương tự như lỗ đen thì sẽ bị lỗ đen ăn trọn, xé nát và nuốt chửng. Điều đó có lẽ các khoa học gia không thể chứng minh bằng các phương tiện vật chất. Dạ, thưa sư phụ, chỉ người phát triển tâm linh mới biết mọi điều này. Vì trước giờ chưa có ai giải thích điều này cho bất kỳ ai. Dạ, thưa sư phụ, quý vị là những người đầu tiên nghe về điều này trong toàn cõi vũ trụ.